các bạn đến tin nhanh 24/7. Hot, rò rỉ thông tin, Suzuki ZXR250 bất ngờ dùng cái động cơ là V-Twin gây sốc mở thủ Sportbike. Và như mọi người cũng biết, các hãng xe Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki đều cho mắt những mẫu mô tô ở hạng 210cc đều trang bị trên mình cái động cơ là 2 sao nắng hàng, như là cái chiếc Honda Super R210RR, Yamaha R25 hay là cái chiếc Suzuki ZXR210 và cái chiếc mới đây nhất là Kawasaki Visa 210. Và mới đây, thông tin Suzuki Nhật Bản đã lộ những thông tin về cái chiếc ZXR210 cái đời tiếp theo trong cái động cơ là V-Twin. Và như mọi người cũng biết, hiện nay Suzuki có một mẫu xe ZXR210 dùng cái khối động cơ xanh đồi 210cc, tuy nhiên dùng hệ thống là SOC cho ra công suất chỉ dừng ở mức 12.7 HP, tương ứng là 25 mã lực, được đánh giá là yếu nhất trong cùng một khúc, trong khi các mẫu khác cho ra công suất từ 30 HP trở lên. Và mới đây, thông tin này đã được lộ ra khi báo giới Indonesia có dịp ghé thăm công ty Suzuki từ Nhật Bản. Và trong cuộc phỏng vấn về cái mẫu xe ở hạng 210cc thì Suzuki Nhật Bản đã để lộ những thông tin hãng chuẩn bị cho ra mắt cái chiếc ZXR210 với có động cơ là V-Twin hoàn toàn mới, với công suất cực đại đạt ở mức 44 HP, hơn rất nhiều so với các mẫu khác còn lại. Và trong cuộc họp báo đó, Suzuki để lộ những thông tin về cái mẫu ZXR210 dùng cái có động cơ là V-Twin. Như mọi người cũng biết, xanh đồi khi được sắp V-Twin sẽ cho ra công suất là lớn hơn rất nhiều với xanh đồi thẳng hàng. Ngoài thông tin về phần động cơ, còn một số những thông tin khác như là công nghệ hiện đại đi kèm, như là phuộc trước dựng upside down, đồng hồ full TFT LCD, hệ thống full đèn LED bao gồm như đèn pha, đèn xi nhan, đèn hậu vân. Liệu thông tin này có chính xác hay không? Nếu chính xác thì cái mẫu ZXR210 quả thật là một mẫu đáng gờm với các mẫu còn lại. Và chúng ta cùng chờ xem những thông tin tiếp theo nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi này hay là kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.